nóng rực. Bà Trương Mỹ Lan hết đường thoát cửa tử, ông Chu Lập Cơ khẩn thiết cứu vợ nhưng đành bất lực. Thưa quý vị, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát vừa bị hội đồng xét xử tuyên tử hình chung cho 3 tội danh và buộc bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 637.800 tỷ đồng. Chồng bà, ông Chu Lập Cơ nhận án 9 năm. Bản án tuyên phạt kịch khung bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và 20 năm tù về đưa hối lộ. Theo hội đồng xét xử, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đủ căn cứ xác định bị cáo Trương Mỹ Lan phạm vào các tội danh như cáo trạng truy tố, hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho SCB, là nguyên nhân SCB rơi vào tình trạng mất thanh khoản, gây hoang mang trong người dân, xói mòn niềm tin của nhân dân. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo hành vi phạm tội. Bị cáo Lan đã phạm tội nhiều lần trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, phạm tội có tổ chức. Cũng theo hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan không thành khẩn khai báo quanh co, hành vi phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi. Do đó, hội đồng xét xử áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất với nhóm bị cáo là lãnh đạo SCB và cán bộ chủ chốt tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Theo hội đồng xét xử, mặc dù biết hồ sơ vay vốn khống là để bà Trương Mỹ Lan rút tiền, nhưng các bị cáo này vẫn giúp sức cho mượn pháp danh công ty, thuê người đứng tên, tạo điều kiện cho bà Lan rút tiền. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo này cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh như bị cáo Trương Mỹ Lan. Về nội dung vụ án, bản án tuyên nêu rằng bà Trương Mỹ Lan là cổ đông chính đã sử dụng SCB như một kênh huy động vốn cá nhân, lợi dụng tình hình để rút tiền phục vụ cho mục đích cá nhân. Trong vụ án này, một số cá nhân tại cục 2 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và tổ giám sát đã để cho nhóm của bà Trương Mỹ Lan và SCB thực hiện hoạt động cho vay nhằm mục đích để bà Lan rút tiền sử dụng cá nhân. Hành vi của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo gây ra thiệt hại cho SCB 677.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan khóc nghẹn. Trước đó, gần 1 giờ nói lời sau cùng, bà Lan nhiều lần khóc, nhìn nhận trách nhiệm với hậu quả xảy ra tại SCB, song vẫn cho rằng không tham ô tài sản, xin tòa xem xét. Sau gần 1 tháng làm việc, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo kết thúc phần tranh luận. Các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án. Bà Lan cho biết, sau mỗi ngày kết thúc phiên tòa trở về trại giam, bà luôn day dứt với câu hỏi tại sao bản thân và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát thế này. Từ ngày bị bắt cho đến giờ, bà nhiều lúc tuyệt vọng và cảm thấy đau xót về những biến cố xảy ra đối với gia đình khiến chồng, cháu cũng bị bắt. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát nhiều lần bày tỏ bản thân và gia tộc đã trải qua thời gian khắc nghiệt của thương trường để phát triển nhiều loại hình kinh doanh với mong muốn đóng góp cho thành phố và đất nước. Chồng bà là thương nhân Hồng Kông với nền tảng gia đình vững chắc và luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Bà xin hội đồng xét xử xem xét. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra có lẽ do tôi tham gia ngân hàng trong khi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về lĩnh vực này. Vì thiếu hiểu biết pháp luật, không lường trước được việc bị cuốn vào vòng xoáy tái cơ cấu SCB mà làm sai. Vì tôi tin và hy vọng vào việc tái cơ cấu thành công mà gia đình đã đưa hết tài sản vào đảm bảo khoản vay tái cơ cấu, bà Lan khóc. Nhắc đến nhận định của Viện Kiểm sát trước đó, bà Lan một lần nữa nói đau xót khi bị dùng từ ngữ nặng nề như chủ mưu cầm đầu, nắm quyền lực tuyệt đối, thực hiện hành vi phạm tội tinh vi xảo quyệt. Ngoài ra, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng xin tòa đánh giá các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc tái cơ cấu SCB không thành, ghi nhận sự nỗ lực của bà cùng toàn thể các bị cáo khác đã đưa SCB thành ngân hàng có tổng giá trị tài sản lớn nhất chỉ sau 4 ngân hàng có vốn nhà nước. Bà Lan gửi lời xin lỗi tới chính phủ, cơ quan chức năng các cấp vì không thực hiện được lời hứa của mình suốt 11 năm tham gia tái cơ cấu SCB. Bị cáo rất hối hận khi tham gia vào lĩnh vực ngân hàng mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Bà Lan nói xin tòa ghi nhận đóng góp của gia đình, vợ chồng bà đều được tặng huân chương lao động của Chủ tịch nước. Trước kia gia tộc tôi luôn sum vầy, giờ tan nát mỗi người một ngả, không biết có ngày được cùng nhau ăn bữa cơm không. Sau mỗi phiên tòa, trên chiếc xe tù, tôi chỉ nhìn thấy cánh tay của người thân vẫy bên đường, hoặc nhìn qua màn hình mà tan nát cả cõi lòng, bà Lan khóc. Sau một lúc lặng người, bà Lan tiếp tục giải bày, tôi vẫn luôn được mọi người coi là người vững vàng, nghị lực, nhưng tôi cũng là phận đàn bà, có những nỗi đau không thể nói được thành lời của một người vợ, người mẹ khi hạnh phúc đã tuột ra khỏi vòng tay. Bà Lan khẳng định, mặc dù đối diện với các quy buộc, loại bỏ vĩnh viễn tôi ra khỏi đời sống xã hội, nhưng từ nhận thức đến hành động, bà và gia đình vẫn kiên trì, cố gắng đưa toàn bộ tài sản nằm ngoài danh mục kê biên vào để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, đã có các dòng tiền do một số cá nhân và pháp nhân hoàn trả cho gia đình. Bà xin ghi nhận sự thiện nguyện ân tình này. Cuối cùng, bà Lan xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chồng, cháu và một số bị cáo khác để họ sớm quay lại tiếp tục làm việc cống hiến cho xã hội. Ông Chu Lập Cơ xin được cứu vợ bất thành. Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan cũng nhiều lần xin tòa cho bà Trương Mỹ Lan được sống, xin cho mình cơ hội cứu vợ,
vì chỉ ông mới làm được việc khắc phục hậu quả bằng những nỗ lực lớn nhất. Ông Cơ nói dù đã rất bình tĩnh nhưng vẫn không thể tin cơn ác mộng mà gia đình phải gánh chịu. Ông không biết tiếng Việt nhưng vẫn cảm giác vợ mình đang phải chịu trách nhiệm cho tất cả những sai phạm của SCB. Cảm giác xót xa với người vợ Tào Khang khiến tôi rất đau lòng. Giá như ngày ấy tôi sát cánh cùng vợ hơn, đã có thể can ngăn bà tham gia vào việc hợp nhất cứu ba ngân hàng. Dù đó là lời kêu gọi từ ai thì giờ cũng không phải chịu cảnh gia đình tan tác. Ông Cơ trình bày thêm rằng bản thân là doanh nhân nước ngoài, vào Việt Nam gặp người phụ nữ yêu quý, sinh những đứa con ngoan hiền, nghĩ như vậy là có thể yên ổn cống hiến. Nhưng chỉ vì nước đi sai lầm đã khiến gia đình rơi vào vòng tù tội với mức hình phạt nghiêm khắc. Ông Cơ bị xác định giúp sức cho vợ hai lần ký biên bản hội đồng quản trị, đồng ý thế chấp tài sản của công ty Times Square để bảo lãnh cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB 9.116 tỷ đồng. Viện Kiểm sát ghi nhận bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, ăn năn hối cải, được nhà nước tặng huân chương lao động, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng nhiều bằng khen vì hoạt động tích cực phòng chống COVID-19 và từ thiện. Không có tình tiết tăng nặng nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 9 đến 10 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Liên quan hành vi phạm tội, bị cáo Cơ giải bày, tòa nhà Times Square là đứa con tinh thần mà ông dành nhiều tâm huyết tạo ra. Khi cần cho việc tái cơ cấu SCB, ông đã giao cho vợ, tin tưởng hoàn toàn mà không nghĩ việc này đem lại tai họa khôn lường. Vợ tôi như con thiêu thân lao vào giông bão mà không lường được bao nguy hiểm đang đón chờ. Ông nói và cho biết bản thân đã vô tình trở thành đồng phạm, nhưng dù vô tình hay cố ý cũng không còn thay đổi được mọi việc. Theo bị cáo, vì yêu vùng đất này nên đã có nhiều hoạt động xây dựng và thiện nguyện, đặc biệt là cùng vợ chung tay lo toan cho đất nước vượt qua đại dịch COVID-19. Trong khoảng 20 phút trình bày, ông Cơ ít nhất 2 lần xin hội đồng xét xử cứu xét cho vợ được sống, thoát khỏi bản án nặng nhất, xin cho cháu Trương Huệ Vân sớm được về lo cho gia đình, con cái và tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án. Về phần mình, ông Cơ nói, tôi đã có tuổi, quỹ thời gian không còn nhiều, tôi sẽ dùng phần đời còn lại sát cánh với vợ để khắc phục hậu quả vụ án. Xin cho tôi cơ hội cứu vợ mình, chỉ có sớm trở về tôi mới giúp vợ giải quyết được hậu quả. Chỉ có tôi mới làm được việc đó bằng những nỗ lực lớn nhất. Cuối cùng, ông gửi lời xin lỗi đến vợ vì để bà đơn độc trên con đường kinh doanh và đưa ra những quyết định rủi ro. Tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất vụ Vạn Thịnh Phát lãnh án chung thân, cựu cục trưởng nói tặng quà là lẽ bình thường của cuộc đời. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ số tiền 5,2 triệu USD là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng tới đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cựu cục trưởng cho rằng Văn hay tặng quà cho bị cáo là lẽ bình thường của cuộc đời, chẳng hạn như việc Văn tặng bị cáo hồ lô thì bị cáo tặng lại Văn Phật thủ. Tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, chiều ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các tổ chức có liên quan. Về nhóm các bị cáo của cơ quan nhà nước trong đoàn thanh tra tại SCB, hội đồng xét xử tuyên tù chung thân bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước về tội nhận hối lộ. Đối với số tiền 5,2 triệu USD mà Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ và các khoản tiền mà 16 bị cáo trong đoàn thanh tra, theo hội đồng xét xử phải thu hồi trả lại cho SCB để khắc phục một phần hậu quả trong vụ án. Hội đồng xét xử cho rằng, việc bị cáo Nhàn nhận tiền diễn ra trong thời gian dài, bị cáo Nhàn nhận số tiền đặc biệt lớn, đây là tội phạm tham nhũng nguy hiểm nhất, ảnh hưởng đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Sau khi nhận tiền, bị cáo Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỷ đồng, làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của SCB theo hướng có lợi cho ngân hàng này. Tại phiên tòa, bị cáo Nhàn chưa thành thật thừa nhận hành vi phạm tội nên cần phải có mức án nghiêm khắc nhất, nhưng xét bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt. Vietnamnet trích lời hội đồng xét xử nhận định, tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn nêu lý do nhận 5,2 triệu USD nhằm bảo vệ gia đình vì thấy nhiều bị can trong vụ án đã qua đời bí ẩn. Song hội đồng xét xử thấy lời trình bày của bị cáo Đỗ Thị Nhàn không có căn cứ. Hội đồng xét xử lý giải, quá trình nhận tiền của Đỗ Thị Nhàn thực hiện trong thời gian dài, nếu không muốn nhận thì bị cáo Đỗ Thị Nhàn có thể không nhận tiền. Hơn nữa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn còn cho mật khẩu nhà để bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đưa tiền vào nhà, còn một số người đã chết trong quá trình điều tra là chết sau khi vụ án khởi tố năm 2022, sau thời gian bị cáo nhận tiền rất lâu nên không có căn cứ chấp nhận lời trình bày của bị cáo, báo Thanh Niên đưa tin. Cựu cục trưởng nói tặng quà là lẽ bình thường của cuộc đời. Với vai trò trách nhiệm được giao là trưởng đoàn thanh tra, nhưng bị can Nhàn không báo cáo trung thực với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án.
phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra mà đề xuất theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu. Kết quả điều tra xác định, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bào chè, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và ngân hàng SCB. Hành vi làm trái công vụ, trái quy định pháp luật thanh tra của bị can Đỗ Thị Nhàn để giúp đỡ Trương Mỹ Lan tạo điều kiện cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm. Về việc nhận tiền từ SCB, cựu cục trưởng khai, trong thời gian thanh tra tại ngân hàng SCB, Nhàn đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc và Nguyễn Nam Tuấn, lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn. Tổng số tiền đã nhận là 5,2 triệu USD. Trong phần bào chữa bổ sung của bị cáo Đỗ Thị Nhàn tại tòa, bị cáo cho biết mình và Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, quen biết nhau từ năm 2009. Thời điểm đó, Văn đang làm tại một tập đoàn lớn tại Việt Nam và có hỗ trợ cho cán bộ cơ quan bị cáo. Bị cáo Văn khai chơi với con bị cáo là sai, vì từ năm 2009, con bị cáo đang là sinh viên năm nhất thì làm sao chơi với Văn đang làm trong tập đoàn lớn. VTC trích lời cựu cục trưởng cho rằng Văn hay tặng quà cho bị cáo là lẽ bình thường của cuộc đời, chẳng hạn như việc Văn tặng bị cáo hổ lô thì bị cáo tặng lại Văn Phật thủ. Tuy nhiên, báo dẫn thông tin từ kết luận điều tra có đề cập tới người đã tố giác hành vi của bà Nhàn, đó là Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, người trực tiếp đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bị can Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của bà Nhàn trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Trước đó khai tại tòa, bà Đỗ Thị Nhàn nói xấu hổ khi nhận 5,2 triệu USD. Bà Nhàn cũng khai nhận USD xong thì mang về quê cất giấu. Luật sư hỏi bà Đỗ Thị Nhàn rằng, trong nhận thức khi trao đổi với luật sư, bà ăn năn thành khẩn có đúng không? Bà Nhàn trả lời luật sư là đúng như thế. Luật sư hỏi bị cáo Đỗ Thị Nhàn rằng, khi nhận 5,2 triệu USD từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, sao bị cáo chưa sử dụng, cất ở đâu? Bị cáo Đỗ Thị Nhàn trả lời rằng, khi nói đến việc nhận tiền của anh Văn, tôi rất xấu hổ. Tôi nhận tiền của anh Văn, tôi có mang về quê gửi. Tôi chưa sử dụng đồng nào, tôi thấy xấu hổ, rất mong hội đồng xét xử tạo điều kiện cho tôi khắc phục hậu quả vụ án. Việc đưa nhận 5,2 triệu USD cho bà Nhàn khiến bà Trương Mỹ Lan bị xét xử về tội đưa hối lộ. Bên cạnh hai tội khác, bà Đỗ Thị Nhàn bị xét xử về tội nhận hối lộ theo quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Những bất ngờ trong vụ án Nguyễn Phương Hằng. Cho rằng mức án 3 năm tù là quá cao, nhưng bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã không kháng cáo. Bất ngờ hơn, tại phiên phúc thẩm, dù không thuộc diện xét giảm án, bị cáo vẫn được tòa chấp thuận sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên giảm 3 tháng tù. Với hành vi phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã phải trả giá bằng 3 năm tù ở phiên tòa sơ thẩm tháng 9 năm 2023. Bị cáo Hằng khai, lúc đầu không nhận thức được hành vi vì bị cáo đã livestream một thời gian dài mà không bị nhắc nhở gì. Tới khi bị bắt, bị cáo mới biết mình đã vi phạm an ninh mạng. Về lý do hạ thấp uy tín các cá nhân trên, bị cáo Hằng cho rằng do bị kích động. Khi hàng trăm người công kích bị cáo nên thấy bức xúc. Tại phiên tòa, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Vi Oanh không yêu cầu bồi thường vật chất, chỉ yêu cầu bị cáo xin lỗi công khai tại tòa. Bị cáo Hằng đã từ chối yêu cầu trên và nói, một lời xin lỗi không phải là vấn đề. Bị cáo nhận thấy bị cáo bị tấn công trước, chứ bị cáo không chủ động đi tấn công ai cả. Bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng, bị cáo đã trả giá quá đắt rồi. Khi bị tuyên án 3 năm tù, bà Hằng tỏ ra mất bình tĩnh và suy sụp, tưởng rằng bà này sẽ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nhưng không, bà chấp nhận mức án mà tòa tuyên và nhanh chóng đi thi hành án. Trong khi đó, các đồng phạm là Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước phiên phúc thẩm diễn ra, bà Hằng làm đơn xét xử vắng mặt nhưng không được tòa chấp nhận. Sau đó, bà Hằng bị di lý từ một trại giam ở Bình Dương, nơi bà đang thi hành án, về trại tạm giam T30, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác xét xử. Được dẫn giải tới phiên phúc thẩm, bà Hằng tỏ ra vui vẻ, luôn nở nụ cười và ôm chầm lấy hai nữ nhân viên của mình là bà Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà. Tại phiên tòa, bà Hằng bày tỏ, sau 2 năm, hôm nay là ngày bị cáo hạnh phúc nhất. Bị cáo đứng trước tòa mà không kháng cáo, hãy cho bị cáo được nói lên lòng mình mà ở phiên sơ thẩm không được nói. Bị cáo có tội nhưng cũng có công, khi bị cáo ra tòa, các luật sư, tòa án chỉ xoay quanh tội mà không xem xét đến công của bị cáo. Bà Nguyễn Phương Hằng nói,
Sau khi luật sư Hồ Nguyên Lễ trình về việc dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo, nhưng bị cáo đã nộp đầy đủ án phí và bồi thường về thiệt hại. Theo luật sư, đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới. Vì vậy, luật sư Hồ Nguyên Lễ đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 3, điều 157, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng để bị cáo sớm trở về sum họp với gia đình. Khi được hội đồng xét xử yêu cầu trả lời có hay không, việc đã khắc phục hết hậu quả của vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng nói. Dù bị cáo không kháng án, nhưng bị cáo mong hội đồng xét xử hãy công tâm. Bị cáo là người vợ tốt, người mẹ tốt, công dân tốt của xã hội. Bị cáo mong hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo dù một ngày, một tháng bị cáo cũng thấy hạnh phúc. Xin tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự. Trước đề nghị này của bà Hằng, hội đồng xét xử giải thích, chỉ khi bị cáo có kháng cáo thì hội đồng xét xử mới xem xét việc giảm án hay không. Tưởng rằng với lời giải thích này, bà Hằng sẽ phải tiếp tục thi hành bản án 3 năm tù. Thế nhưng, khi tuyên án, bất ngờ hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng bị cáo đã nộp tiền án phí, khắc phục hậu quả nên đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là có căn cứ. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định giảm một phần hình phạt từ 3 năm xuống còn 2 năm 9 tháng cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Căn cứ vào công văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc buộc sư chủ trì Thích Trúc Thái Minh phải sám hối đại tăng, căn cứ vào đòi hỏi của vong oan trái chủ hoặc yêu cầu của sao xấu đang báo ứng sư Thích Trúc Thái Minh, căn cứ vào khả năng cúng sao giải hạn của sư Thích Thanh Quyết, kết hợp với phép nhiệm màu nộp tiền thỉnh vong, giải nghiệp và cúng sao giải hạn đang thực hành hiệu quả tại nhiều nhà chùa Việt Nam, tôi chính thức đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải thành lập nộp toàn bộ số tiền thu được lâu nay tại chùa Ba Vàng cho sư Thích Thanh Quyết để cúng dâng sao giải hạn và giải nghiệp cho. Đó là việc làm nhân văn và tuân thủ theo giới luật của giải vong và dâng sao giải hạn. Quý vị thân mến, những gì đang diễn ra đã trở thành chuỗi đại họa đưa Phật giáo lao vào tình trạng khủng hoảng chưa từng thấy. Từ các vụ nhà sư trác táng đến cơn lốc buôn thánh bán thần, Phật giáo đang chứng kiến sự hỗn loạn cực độ. Nhà chùa có nơi trở thành cơ sở tôn giáo, trong khi cán bộ tôn giáo có chỗ khoác áo nhà sư và Phật tử thì u mê ngưỡng vọng vào tà ma quỷ thuyết. Chùa nhiều Phật đông nhưng quỷ ma nhan nhản, những bức tượng Phật cao nhất Đông Nam Á và những ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á đã mọc lên trên một quốc gia. Có những điều tồi tệ, vốn bị nghiêm cấm trong giáo lý nhà Phật, có lẽ cũng thuộc vào hạng nhất nhì Đông Nam Á, từ ăn cắp, hiếp dâm, thâu tóm đất đai, tài sản và nhiều tệ nạn khác. Cuộc khủng hoảng đạo đức xã hội thật mỉa mai cùng cực lại tỷ lệ thuận với cơn lốc xây chùa và cơn sốt đi chùa. Chùa chiền đang được xã hội hóa thì tại sao giáo lý Phật giáo đã không được xã hội hóa để giúp xã hội tốt hơn, con người sống tốt hơn, lòng người chân thành hơn, tâm trí chúng sinh bình an hơn? Nếu nhà chùa đang gieo nhân tốt thì tại sao quả gặt được lại kinh khủng đến vậy? Luật nhân quả nào có thể giải thích điều này? Thực tế thì sự bùng nổ chùa chiền đã gieo những cá nhân khác hơn là khi mà chính nhà chùa và nhà sư trong đó đã tự gặt ra yếu tố đạo đức cá nhân và phẩm hạnh nhà tu để trở thành một phần của cái gọi là nhà sư làm kinh tế, buôn thánh bán thần. Phật giả, giả Phật, chùa giả chùa, tăng giả tăng, chỉ có điều này là thật. Mặt pháp Phật thật đang khóc. Có lẽ vậy, Phật giả vừa đếm tiền vừa cười, Bồ Tát thật đang tụng niệm để Phật giáo thoát khỏi kiếp nạn tai ương. Bồ Tát giả thì lần tràng hạt phổ độ chúng sinh bằng hoa ngôn ma mị. Câu hỏi lớn nhất cần được quan tâm không chỉ là tình trạng kinh doanh Phật giáo, mà còn là tại sao ngày càng có nhiều Phật tử không nhìn thấy được Phật giả trong những kiến trúc giả chùa. Những hàng dài người đi chùa không cho thấy Phật giáo đang phát triển, mà ngược lại, nhang khói nghi ngút dường như càng che mờ con đường giác ngộ đích thực mà giáo lý Phật giáo truyền dạy. Đi chùa viếng Phật, một nét văn hóa tôn giáo trang nghiêm gắn liền với văn hóa dân tộc đã biến thành một hoạt động đi mua bán tâm linh để mua những thứ mà ngoài đời không thể mua được. Từ giấc mơ, khát vọng đến danh vọng và tài lộc, Bồ Tát nào chứng, Phật nào chứng, cơn lốc xây chùa có thể không bùng nổ nếu những kẻ buôn thánh bán thần không nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của nhân dân và Phật tử u mê. Theo Phật học, vị trí của con người là tối thượng, con người là chủ nhân của chính mình và không có một thực thể hay quyền năng nào cao hơn để định đoạt số phận của họ. Đức Phật dạy người ta là nơi nương tựa của chính mình, còn ai khác nữa có thể là nơi nương tựa.
Ngài khuyên các môn đệ hái là một nơi nương tựa cho chính mình và không bao giờ nên tìm nơi nương tựa hay sự giúp đỡ của bất kỳ người nào khác. Ngài giảng dạy, khuyến khích và cổ vũ mỗi người hãy tự mở mang và tìm sự giải thoát cho chính mình, vì con người có năng lực giải thoát mình ra khỏi mọi ràng buộc bằng trí tuệ và nỗ lực riêng. Đức Phật dạy, các người nên làm công việc của mình, vì các đức Như Lai chỉ dạy con đường mà thôi. Nếu Đức Phật được gọi là một người cứu thế đi chăng nữa, thì cũng chỉ có nghĩa rằng Ngài đã tìm ra và chỉ con đường đi đến giải thoát. Nhưng chúng ta phải bước trên con đường ấy bằng chính mình. Trong quyển Thấy Phật, giáo sư Cao Huy Thuần viết, Ngài ở cùng khắp, Ngài ở xung quanh chúng ta, ai cũng có thể thấy Ngài. Nếu tâm sáng và tùy tâm sáng đến đâu thì thấy Phật rõ đến vậy. Niệm Phật là làm cho tâm sáng, và tâm sáng thì Phật hiện, bởi vì Phật ở cùng khắp, thì tất nhiên Phật cũng ở trong tâm ta. Ai đi sâu vào Phật học sẽ thán phục mối tương quan sâu thẳm giữa lòng tin, luôn dựa lên trí tuệ và trí tuệ, chỉ có thể sáng chiếu đến chân lý. Nếu được lòng tin hỗ trợ, thấy Phật cũng chỉ bình thường vậy thôi, không phải ở trên ngôi sao kia mà ở ngay trong lòng. Ra đời cách đây 2546 năm, Đức Phật vẫn còn ở quanh ta để luôn nói với ta tiếng nói từ trong tâm rằng ta đã sinh làm người và từ người chứ không từ đâu khác. Từ ta, từ chính ta đã chứng ngộ, thật khó có thể đòi hỏi một người bình dân thấy được Phật như cách ông Cao Huy Thuần thấy hoặc nhìn ra được. Tuy nhiên, Phật giáo là uyên thâm nhưng Phật tử thì không cần tu học đến uyên bác như các bậc tuệ sĩ hay Lê Mạnh Thát để hiểu thấu đạo Phật Pháp. Muốn thấy Phật không phải là điều bất khả, ai cũng có thể thấy rằng Phật không ở trong chùa, Phật ở trong tâm, không Phật tử nào mà không ít nhất một lần nghe như vậy. Chưa có bất kỳ quyển giáo lý hoặc triết học Phật giáo nào nhắc đến những hành vi mê tín dị đoan như là phương tiện để được chứng giám sự thành tâm hoặc để giúp tìm đến chân lý tối thượng của đạo Phật. Có thể những Phật tử tu hành cả đời theo những gì giáo lý Phật giáo chuyển dụ cũng chưa được gặp Phật, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ chẳng bao giờ thấy được Phật cho dù họ đi chùa bao nhiêu lần, quỳ lạy tượng Phật bao nhiêu cái và cúng dường bao nhiêu tiền, chừng nào còn mang đến chùa. Những thứ mà Phật giáo khuyên dạy cần phải buông bỏ, chừng nào mà trí còn loạn và tâm còn đóng trước cửa nhà Phật thì làm sao có thể thấy được Phật ngay cả khi tượng Phật ở ngay trước mắt. Vào thời của Ajahn Mun và Ajahn Sao, đời sống giản dị hơn, ít phức tạp hơn bây giờ rất nhiều. Thời đó chưa tăng, có ít bổn phận và lễ nghi. Họ sống trong rừng và không có chỗ nghỉ ngơi cố định, họ có thể dành hết thời gian của mình để ngồi thiền. Họ ít khi có được những sự tiện nghi, sung túc mà nhiều người xuất gia hưởng thụ. Vào thời này, họ tự làm ly nước và tử thân tre. Người tại gia ít khi viếng thăm các tăng sĩ, không muốn hay không đòi hỏi nhiều mà phải chấp nhận những gì họ có. Họ sống và thở trong thiền. Các tăng sĩ sống rất thiếu thốn, nếu có ai bị sốt rét và hỏi xin thuốc, vị thầy chỉ nói, anh không cần thuốc, cứ tiếp tục tu hành. Nói cho đúng, thời đó thuốc men không đầy đủ như bây giờ. Tất cả những gì họ có là những cây thuốc mọc trong rừng. Trong một môi trường như thế, chưa tăng phải có sức nhẫn nại và chịu đựng rất lớn. Họ không để tâm đến những thân bệnh lặt vặt. Bây giờ thì khác, đụng một chút là họ chạy tới bệnh viện. Đôi lúc, bạn phải đi bộ trung bình từ 10 đến 12 cây số. Bạn rời khỏi tu viện từ sáng sớm tinh mơ và có thể đến gần trưa mới về. Bạn cũng chẳng có được bao nhiêu. Có lẽ chỉ một ít xôi muối hay vài quả ớt, dù bạn có được thứ gì để ăn với cơm hay không cũng không thành vấn đề. Không ai dám than đói hay mệt. Họ không thích than phiền mà tập chăm sóc cho mình. Họ tu hành trong rừng với sự nhẫn nại và chịu đựng cùng với nhiều hiểm họa, luôn đe dọa. Ở chung quanh có nhiều thú dữ và rất nhiều chướng ngại, cả vật chất lẫn tinh thần đối với một tu sĩ hạnh đầu đà sống trong rừng. Thật vậy, sự nhẫn nại và chịu đựng của chư tăng thời đó rất cao do hoàn cảnh bắt buộc, trích lời thiền sư Arancha.